Chào anh em, thì tuần này mình xin giới thiệu với mọi người bộ ảnh có tên là Happy Valley, hay trong tiếng Việt là Thung lũng hạnh phúc của nhiếp ảnh gia Eva O'Leary. Thì tại sao lại là Happy Valley? Thì đây là tên của cái thị trấn ở Pennsylvania, Mỹ, nơi mà tác giả đã lớn lên. Thì ở cái thị trấn này cũng có cái trường đại học Penn State, một ngôi trường nổi tiếng với những cái bữa tiệc và tỷ lệ sinh viên sử dụng rượu và đồ uống có cồn rất là cao. Từ thời niên thiếu thì O'Leary đã lớn lên ở trong cái môi trường mà những người bạn niên thiếu của cô đã sớm hòa mình vào những cái bữa tiệc, và song song với đó là những ý tưởng về việc thế nào mới là nam tính hay thế nào mới là nữ tính đã phân hóa hai cái nhóm giới tính thành hai phe đối lập nhau theo một cách rất là cứng nhắc. Trong những cái năm tháng của tuổi trưởng thành thì O'Leary phải làm quen với việc uống rượu say được bình thường hóa, trò chơi quyền lực của hai giới, hay những khái niệm cực đoan về những hình mẫu mà phải noi theo, hay là những cái văn hóa như văn hóa hook up, đó là cái văn hóa chỉ những cái mối quan hệ rất là chóng vánh, buông thả hay là không hứa hẹn. Thì cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc thế nào là bình thường, hay cái áp đặt phải cư xử hay suy nghĩ như những người xung quanh mà theo cô là nó sẽ để lại những hệ quả khá là xấu đối với bản thân. Và để tái hiện những cái kỷ niệm, những cái suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân trong cái giai đoạn này thì cô đã dành ra 5 năm để thực hiện dự án ảnh Happy Valley. Thì đây không phải là cái dự án ảnh tư liệu, thậm chí có những hình ảnh mà cô không thực hiện ở thị trấn này. Cô đã sắp đặt dàn dựng và bối cảnh hóa lại rồi chụp ảnh những cái sự kiện ở đây. Đồng thời cô cũng trò chuyện với những cái người bạn thuở ấu thơ của mình để biết được những cái suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân họ khi tất cả mọi người đều lớn lên trong một cái môi trường như thế. Thì trong cái quá trình thực hiện dự án và tìm hiểu về văn hóa của Mỹ, cô đã hiểu hơn về quê hương cũng như bản thân mình. Theo mình thì đây là một cái dự án ảnh rất là hay, vì tác giả đã đem được cái trải nghiệm cá nhân của bản thân thực hiện ý tưởng, và đồng thời là nói lên được khái niệm rất là chung của xã hội về văn hóa của Mỹ cũng như những cái văn hóa của các xã hội khác. Cái tác phẩm ảnh của O'Leary đã được đăng trên những cái tạp chí như là Art Forum, Aperture hay là The New Yorker, và đồng thời cô cũng thực hiện rất nhiều cái triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm khác ở Mỹ cũng như các quốc gia khác trên thế giới mà anh em có thể theo dõi ở Instagram và website cá nhân của cô. Cảm ơn anh em và hẹn gặp mọi người trong số ảnh tiếp theo.